Xin chào mọi người. Với 5.000 đồng thì mọi người có thể là mua gì để có thể ăn trong buổi sáng tại thành phố Vĩnh Long trong cái khoảng thời gian mà cách ly toàn xã hội do cái virus Covid gây ra? Thì với 5.000 đồng thì mình xin giới thiệu cho mọi người nha. Vĩnh Long đến ngay UV.com, bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1, bảo hành pin trọn đời. Chỗ khoản xôi của gì? 5.000 đồng thì mọi người có thể mua được một gói xôi bắp. Đây, mình sẽ mở cho mọi người xem nha. Rất là to nha. Trước tiên là bây giờ mình khẳng định là cái gói xôi bắp này rất là to luôn. Bàn tay mình cũng rất là to mà mình chưa thử cái gói xôi bắp này. Đó. Gói xôi bắp gì giá có 5.000 đồng thôi mọi người. Nhìn cực kỳ chất lượng và hấp dẫn đúng không? Chỉ 5.000 đồng thôi, mình xin nhắc lại nha. Nhưng mà rất là ngon nha, chứ không phải là nhiều mà không ngon nha. Với kinh nghiệm 40 năm bán xôi của dì, không thể thiếu đó là món xôi. Dì thường xuyên bán xôi đậu phộng, lâu lâu mình thấy dì cũng có bán xôi đậu xanh nữa. Wow, đó mọi người nhìn xem. Hột đậu nào, hột đậu nấy, chà bá luôn. To tổ và chán luôn. Bằng cái móng tay của mình cũng chỉ đâu phải chuyện đơn giản. Chỉ có giá 5.000 đồng thôi mọi người. Ngoài ra là món này cũng rất là xuất sắc. Cốm dẹp, có xuất xứ từ Trà Vinh. Trộn dừa với nước cốt dừa với đường. Cực kỳ ngon luôn. 5.000 đồng lại tiếp tục mua được một cục xôi giò. Trộn sẵn là đậu xanh, dừa, nước cốt dừa với đường. Mọi người chỉ dò lại ăn thôi. Vậy là với 5.000 đồng đó, thì mọi người có quá nhiều sự lựa chọn trong buổi sáng tại thành phố Vĩnh Long đúng không? Sau đây mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái vị của bốn loại này như thế nào nha. Hello, xin chào mọi người. Mình đang đứng trên đoạn đường 1 tháng 5 phường 1 thành phố Vĩnh Long. Thì buổi sáng ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người ha, một món xôi rất là dân dã luôn đó. Và phù hợp túi tiền với mọi người, đó là xôi ngọt. Xôi ngọt ở đây thì mọi người thấy không, bên tay phải ở chỗ gì năm áo vàng bán rất là đông khách luôn. Chờ dì Năm lâu quá mới ghé ủng hộ dì Năm. Mấy gà dì Năm bán ổn định không? Ổn con. Dạ. Con mua đang về đó. Dạ. Mấy gà con có bán không? Con cũng có bán, mà con bán 6 giờ tối con mới bán lận. Đó, gà dì Năm ha. Dì Năm bán xôi á, cũng trên dưới 40 năm rồi. Có xôi dì Năm bán á. Nhìn rất là ngon. Đúng chừng năm mới gói nhăn vậy chứ mới ra là mò biết ở vậy. Mới ra mà bán với số lượng này là gần như là bỏ chạy luôn á. Anh ta. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Thì năm bán 4 loại. Bây giờ bác sơ đậu. Đó. Ở đây thì dì Năm bán mỗi gói giá bao nhiêu tiền dì Năm? 5.000 con này bán 5.000. Bán rất là bình dân nha mọi người. Khi mọi người mua thì dì Năm có để riêng đường cho mọi người với hai cái loại mà xôi đậu và xôi bắp. Rồi bây giờ dì Năm bán cho con mỗi thứ một loại. Một gói cái gói nha. À một loại một gói. Rồi sau đây là mình sẽ mua gói xôi đậu phộng của dì Năm nè. Mọi người nhìn thấy không? Thao tác dì Năm cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Quay không kịp dì Năm luôn. Một đậu rất là to nha mọi người. Rất là vui vẻ luôn. Năm hoàn thành một gói xôi đậu trong vòng chưa tới 10 giây. Rồi tiếp theo là gói bắp. Cho miếng cho con miếng trái luôn dì Năm ơi. Dạ. Tiếp theo gói xôi bắp. Đây là bắp hầm nha mọi người. Cảm ơn quán nhân xa. Đây, gói xôi gói bắp.
cơm dẹp với xay giò. Dạ. Rồi, con. Dạ. Chúc em nó lên em mua cho. Tiếp theo chị Năm bán một cái sơ bắp cho một khách hàng, chị ghé mua nè mọi người. Cho nhỏ em này các bạn. Hôm qua này em đi chợ. Dạ. Nó hấp dẫn luôn đúng không? Ê, nó hơi chị lâu đây, nó hỏi đi. Đây ha, cái tuyệt chiêu chị Năm cũng là món cướp nhiều, rất là ngon nhiều. Mình rất thích ăn cướp dẹp với bắp trái của chị Năm. Nói chung bốn món nào cũng thích, món nào cũng ngon, sắc. Thì chị Năm có thể cho mọi người biết là chị Năm bán từ mấy giờ tới mấy giờ không chị Năm? Từ 6 rưỡi chị Năm ra bán tới 9 giờ mấy, 9 rưỡi. À, hết sớm thì chị Năm nghỉ sớm. Dạ, hết sớm thì về. Đó, khi mọi người mua gói sô bắp hoặc gói sô đậu ha, thì dì sẽ cho mỗi người một cái bịch đựng riêng nhỏ như vậy. Giá chị Năm nghìn đồng, đựng riêng thì quá, quá tốt mọi người. Mình sẽ mời mọi người ha, ăn chung cái thức chung của mình cái vị như thế nào nha. Nhìn thôi là đã biết chéo là đã biết rất là ngon rồi. Bên này lại có một hình quay thôi, cho nên là không có được dễ dàng được cho lắm. Rồi mời mọi người ha, cùng thức chung với mình. Vậy là rất là dễ luôn đúng không mọi người? Đây là gói sơ đậu nè. Đây sơ đậu đây mọi người ơi. Cảm nhận đầu tiên khi bỏ vô miệng gói sơ đậu nè, có mùi thơm của đậu, nó dậy, nó béo, nó mềm vào miệng với cơm dừa với đường. Ôi nó thơm tuyệt vời luôn mọi người. Tiếp theo mọi người bắp mọi người. Bắp nha mọi người. Bắp dẻo, chất dính. Cho bắp hầm. Ngon không tưởng luôn, giá 5.000 đồng mà ngon không tưởng luôn của gì không. Chuyển qua cơm dẹp mọi người. Cơm dẹp nó dẻo, nó mềm, nó mịn mà nó dai. Không thể tin được, nhưng một giá như nó 5.000 đồng. Chuyển qua xay giò nha mọi người. Xay giò thì rất là bùi, thơm mùi đậu xanh thôi. Rất là mềm và dẻo. Cái khúc dừa, đường nó được trộn sẵn. Nói chung là rất tuyệt vời. Vậy là mình đã giới thiệu xong với mọi người ha. Với 5.000 đồng buổi sáng tại thành phố Vĩnh Long có thể mua được những món ăn nào ngon, xuất sắc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sớm nhất. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Mua iPhone tại Vĩnh Long đến ngay ufi.com. Bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1. Bảo hành pin trọn đời.